Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm clip này về bí tướng Bulen, ý lũng Tulen nha các bạn. Mình sử dụng cái trang phục này là một cái trang phục mà mình thấy nó cũng hơi lạ lạ các bạn ạ. Hỏa thần long tộc. Trời ơi, không biết cái trang phục này thì nó ra mắt lâu chưa mà mình cũng chưa được test nữa. Mình tính làm clip test cái trang phục mới bậc SS của vị tướng Tulen cơ. Nhưng mà lại phải đổi nick đâm ra thì thôi, mình quyết định làm clip về vị tướng Tulen với trang phục nào Hỏa thần long tộc luôn. Cái con tướng Tulen này thì hôm qua mình đọc bình luận thấy nhiều bạn comment về vị tướng kêu mình làm chơi Tulen đi. Ok, cái này dễ chơi mà các bạn. Ngày xưa là mình không chơi được con Tulen đâu, tại vì mình đánh thấy nó phế phế, mình tưởng nó khó chơi cơ. Thế là cuối cùng mình chơi vài lần cứ bắn cái chiêu cuối KS đấy các bạn. Đó, thế là khoái, bây giờ lại chơi được. Không đến nỗi tệ cho lắm, nhưng mà đánh hay thì không hay đâu. Nói chung là kiểu như là biết sơ sơ thôi. Nói chung quẩy được, đấy. Cố gắng thì cũng lấy được MVP. Còn nếu mà không cố gắng thì cũng đứng hạng được hạng 5. Chắc chắn 100% là hạng 5 nha. Chứ không có lên hạng 6, hạng 7 đâu. Tại vì mình có người có kỹ năng mà sao lên được hạng 6, hạng 7 được. Đẳng cấp của mình bắt buộc phải từ hạng 5 đổ xuống nha. Yo. Đầu tiên thì mình sẽ cộng cho nó chiêu 1 đầu tiên nha. Lên cho nó cái trang bị đi rừng thôi. Trang phục đẹp không ra? Để test thử coi nào. Không biết nữa các bạn ạ. Ôi trời. Cả nhon đi. 1 2 3 ra đây. Piu. Chưa có nội tại. Mình thấy cái chiêu 1 nó cũng ổn áp phết đấy các bạn ạ. Để xem cái nội tại nó như thế nào nào. Piu. Trời ơi. Ồ. Đẹp. Hình như trang phục này trang phục hữu hạn hay sao ấy. Piu. Đẹp đó anh em. Xịn sò con bò rồi đấy. Chơi nào. Piu. Hay lắm. Bạn ăn quái của tớ rồi đó bạn ơi. Piu. Bum. Bạn ấy đi hỗ trợ mà bạn ấy. Trời ơi, bạn ấy đi hỗ trợ mà bạn ấy sơi hết quái của mình luôn. Cái gì vậy trời? Vãi thiệt chứ. Để cho mình ăn quái cho. Bạn ai hít kinh nghiệm với cả ăn quái ké là được rồi mà. Cứ phải lăn tăn. Piu lên nào. Bùm. Rồi ok, có gấp 4 rồi đây. Xông lên chơi nó. Ở rồi ta, theo bạn đâu rồi ta? Có ai không? Có ai bước ra đây solo bô solo khô máu thế nào? Rồi mình thấy rồi đó. Rầu tới luôn. 1 2 3. Piu! Em chạy thôi mà, em cho một phát này. Đùng! Sướng chưa? Phê rồi chứ gì? Lao vào làm cái gì cũng biết được chứ. Mình dã cho cái chiêu cuối cộng thêm cả cái nội tại nữa. Nổ cái đùng một cái là tạch luôn. Có mạng luôn các bạn. Sướng quá. Còn ca sao luôn nè anh em ơi. Từ, bình tĩnh thôi. Nén. Xịn đấy. Trang phục này cũng đẹp phết chứ bộ. Trong cái nick này thì nó có cả cái trang phục... băng nhỉ, trang phục băng gì đó. Cùng cặp mình không biết nữa, cùng cặp với cả vị tướng Butterfly ấy các bạn, trang phục của Butterfly cùng cặp ấy đẹp lắm, trang phục đó cũng đẹp lắm, đẹp hơn trang phục này nữa cơ, nhưng mà mình muốn test thử xem cái trang phục này như thế nào. Đầu ra nó cứ buồn mình nữa rồi, không có chiêu cuối ta, ui choáng lâu thế, ô cái thanh niên kia bị choáng lâu nhở. Hình như là vừa dính choáng của Gindu lại còn vừa dính choáng của cả Slim hay sao. Đời như Kiko luôn. Gọi là choáng thấy chết đấy các bạn. Én. Yo. Ale. Piu. Có nội tại này đó. Xịn chưa? Lướt qua nè. Piu. Dễ. Game là dễ các bạn ạ. Yo. Như đây. Come on. Piu en đùng. Ở bên đây nhiều khi có giúp em thấy buồn không hay em. Trời ơi hàng về các bạn ơi. Có tiền. Currency là có tiền này. Ra thêm mạng cũng là có tiền này. Nội tại bật cái chiêu cuối. Đùng chết một mạng.
Vâng, hai mạng double kill dành cho vị tướng Tulen rồi. Game thật sự là quá dễ với những cái pha di chuyển thông minh. Chỉ cần đi ngang qua một cái thôi là bùm 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 bùm. Có cần phải kỹ năng kỹ nghĩa cái gì đâu. Di chuyển thông minh là ăn mạng thoải mái, sảng khoái luôn các bạn ạ. Piu, sướng chưa? Anh ơi anh sướng chưa? Vô. Éo. Rồi thấy rồi nha, thấy Violet rồi nha. Rồi mục tiêu của mình chính là vị tướng Violet. Violet đang cố gắng chạy. Rồi xong, dính đam của mình rất to. Chiêu ai của mình hồi rồi. Lao lên cộng thêm cái chiêu cuối vào mặt nè. Đùng, xuất sắc. Quá là phê luôn các bạn ạ. Trời ơi, 4-0 rồi. Ôi trời ơi, con Tulen này dễ quá các bạn ơi. Vừa đam to này, lại còn dễ chơi nữa chứ. Trời ơi, chiêu cuối thì Huy mình giết được mạng một mạng, cái là mình hồi chiêu liền luôn. Hình như là 3 giây là hồi chiêu cuối luôn các bạn ạ. Piu. Oh my god. Rồi 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 rồi. Trời ơi tội nghiệp. Tội nghiệp bạn là top theo mình bị thanh niên gọi là ra cho bạn, nó đẩy ra, nó đẩy vào, đẩy vào, nó đẩy ra. Nó hư quá đi ha. Quá trời là hư luôn ý. Piu. Yo 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 yo. Bum 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 bum. Piu. Hello baby. Oh, ra hả? Từ từ mình ăn con quái cái đã tính tiếp. Piu. Con này chơi nó không cứ lướt cái chiêu 1 lên, à đâu bắn cái chiêu 1 chuẩn một cái. Này xong rồi à. Xin. À đủ. Vãi cả quả cầu băng dương ạ. Hên cho ra nhá. Trời 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 trời. Thiệt là hết sức ghê gớm đến từ các bạn bạn này thì A Thu này lao nhau rồi. Trời ơi chết tôi rồi, ngu người rồi. Ở bay vào cái gì cha? Ở pha đó mình hơi ngáo các bạn ơi. Tự dưng bay vào nó làm cái gì không biết. Bùm. Bùm. Hay quá. Dòng người vội vàng bước qua. Piu. 1, 2, 3. Pèo. Pèo. Tèo, 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 tèo. Pèo. Oh man. Bay vào nè, bay vào nè. Piu. Yo 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 yo. Piao. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chiêu cuối của tôi có rồi đây. Xin là xin vĩnh biệt. Trời ơi, cái nội tại của say 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 của mình kiểu quá trời quá đắc luôn kìa. Ồ, cỡ này mà tem bạn nó chạy ra mấy cái thanh niên máu dí ra là mình chắc là chết luôn quá. Hình như là hai lượt hay sao? Đây 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 đây, đây. Con hàng, con hàng, con hàng, con hàng. À được, chạy mất tiêu luôn rồi, còn đâu một con hàng với cả hàng con. Chán thế. Piao, en. Piu, rồi 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 rồi. Chết nè. Ủa, không đủ đam hả? Không đủ đam thì thôi, làm gì ghê à? Làm gì ghê à? Làm gì ghê? Ờ, anh ấy ghê quá trời luôn á. Sợ mấy cái anh A Thu này ghê. Piao. Giờ đã mình ra mình sơ luôn cái bình máu này, mình khỏi phải biến về luôn. Trời thế cho nó gắt. Ăn bình máu cộng thêm cái ăn quái nữa là mình hồi máu là đủ à. Đây 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 đây, đi qua bên kia sơ con blue coi. Ai 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 ai, mấy yêu. Mình thử đủ tâm để mình sơ cho cái luôn ngon. Chứ cuối vị tướng Tulen xa lắm nha các bạn. Có nghĩa cái tầm mà mình chọn mục tiêu nó xa ấy. Ấn Tulen bây giờ mà đi rừng là bá cháy bò chét luôn. Mình chơi ít thì mình đánh khờ gà vậy. Nếu mà mình chơi liên tục là có thể gọi là tỏa sáng cũng như là chơi nó quen tay ấy. Đánh sướng lắm. Tèo. Ừ,
Náo nháo này. Náo nháo này. 1, 2, 3. Pèo. Đó. Ăn đám máu này. Rồi lên luôn. Sợ chưa, thấy gì chưa? Thấy phò lo tem bên mình gáy chưa? Uầy. Uầy, gớm ta. Rồi, rồi. Chết nè, rồi xong bé ơi. 1, 2, 3. Xin một mạng. Rồi đây. Đấy, cái chiêu cuối nó hồi liên tục luôn này các bạn. Bắn chết một người cái là nó hồi liền. Trời ơi, ngon quá. Tôi em bây giờ mà đi leo rank là số 1 luôn đấy các bạn. Không có con tướng nào mà leo rank mà vừa mạnh này, lại còn vừa cơ động. Để mà có thể đi rừng gank lên gank dưới, gank dưới, gank trên. Con này đi rừng mình ngon nha các bạn. Đi mít thì mình thấy rằng nó không ăn thua đâu. Chỉ có đi rừng mới bá thôi. Mình thích cầm tu len đi rừng thôi. Chứ còn đi mít thì mình chả cầm tu len đâu. Yo. Yo. Bum. Trời ơi, 3k5 đam phép. Mà nó không chết cho, nó vẫn còn một xíu máu các bạn. Thôi đánh kẻ chạy lại chứ ai đánh kẻ chạy đi. Tha cho bạn đi ha. Tiêu. Ô. Cái gì vậy? Đúng mình vừa mới nói luôn, đánh kẻ chạy lại chứ ai đánh kẻ chạy đi, tự dưng bạn ấy lao vào người mình. Thế thì bạn xin chết thì mình cho bạn chết. Có cái gì đâu, có chứ. Ây ạ. Có cái gì đâu, mình thả con rồng đây cho hai con rồng nó quánh nhau chơi. Quánh nhau đi, quánh nhau đi. Không quánh nhau thôi, mình chạy ra mình ăn mạng đây. Pèo. 1, 2, 3. Pèo. 1, 2. Ui ôi. Mặc dù bạn ấy đang cố gắng rất nhiều nhưng mà mình rất tiếc không thể thành công được. Hay. Đây. Đừng. Trời ơi. Quái trưởng các bạn ạ. Đùng. Ai da. Á đủ. Đau quá. Trời ơi, thốn quá trời thốn luôn rồi. Hết máu rồi, thôi đi về đây. Cái trang phục này thì chắc chắn là không có hiệu quyến về rồi. Tại vì nó bậc S mà. Bạn nào muốn mua nick thì vào shop nick của mình dưới phần mô tả video ấy nha các bạn. Hiện tại thì mình có tới 2 shop nick lận. Một shop anh Hảo và .vn và một shop anh Hảo.org. Và có một số nick giả mạo mình nữa cơ. Vãi cả trưởng có cái shop nick giả mạo rồi. Có mấy cái nó chạy quảng cáo ấy các bạn. Anh em nhớ vào đúng shop giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em mà muốn kiếm trang phục gì thì có thể nhắn tin vào Zalo giúp mình nha. Hoặc là có lầm lỗi gì khi mà các bạn muốn ấy, cứ nhắn tin vào Zalo giúp mình nha. Mình cái Zalo thì mình để dưới phần mô tả video hoặc cái bình luận đó. Mình có ghim đấy các bạn. Nhờ có lầm lỗi gì về mua nick hay tìm nick thì hãy nhắn tin nha các bạn. Chứ mình thấy có nhiều bạn cứ nhắn tin xin nick ấy. Với cả nhắn tin gọi là tùm lum tè le. Thì các bạn đừng. Ui ổ đông thế. Ui ổ đông quá. Trời ơi, trang phục hai da te này trang phục gì nhỉ? Đẹp phết đấy. Màu xanh xanh các bạn ạ. Mình thấy rất nhiều bạn cứ hay nhắn tin linh ta linh tinh, chẳng biết được nào một lần. Các bạn có việc gì quan trọng hãy nhắn. Ai ai giật cả mình cha. Trời ơi, cái thằng ra này nó làm mình hú hồn luôn. Phải giật mình luôn đấy các bạn. Tự dưng hết hồn. Hết cả mình. Bắn hết cả tim ra ngoài gì đấy. Tại vì mình tặng nick thì mình tặng mình làm video mình tặng nick ấy các bạn. Còn chứ bình thường thì các bạn nhắn tin mà ai cũng nhắn tin tặng nick thế thì nick đâu mà tặng cho nó đủ. Bum. À đúng rồi nữa. Và một chuyện này nữa nha các bạn. Cái chuyện này mình thấy rất là nhiều bạn bị luôn. Đó chính là các bạn mua nick trên shop của mình. Các bạn mua những cái nick trắng thông tin ấy. Thế là các bạn về đổi mật khẩu. Mà đổi mật khẩu xong một cái không vào được nick. Xong các bạn nhắn cho mình bảo là ủa sao em không vào được, em đổi mật khẩu xong em không vào được. Là mình không thể hỗ trợ được nha các bạn. Chơi nè.
Tại vì khi mà các bạn mua nick trắng thông tin là mình không còn bất cứ cái thông tin gì nữa rồi. Mình không thể nào mà hỗ trợ được các bạn. Nếu các bạn đổi mật khẩu mà các bạn không nhớ mật khẩu là coi như là xong pin luôn nha. Là mất cái nick đó luôn nha. Mình gặp rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Khi mà các bạn mua nick trắng thông tin 100%, nó không có Gmail, không có số điện thoại, không có... Bây giờ các bạn lấy lại nick chỉ có một hai cách thôi. Một bằng số điện thoại, hai là bằng Gmail thì các bạn có thể lấy lại được. Đó, bây giờ cái nick đó không có Gmail, không có số điện thoại, gọi là nick trắng thông tin. Đó, các bạn đổi mật khẩu là mình không có giữ bất kỳ một cái gì trong cái nick đấy. Mình không thể nào lấy được nha các bạn. Vì thế anh em phải đổi mật khẩu, anh em phải nhớ cái mật khẩu đổi. Chứ lại đổi mật khẩu xong rồi quên mật khẩu vào đăng nhập không được thì chịu. Cái đó là không ai giúp được nha. Đó, và có một số bạn nữa, đó chính là khi mà các bạn mua nick trên shop nick của mình xong rồi các bạn đăng nhập vô nhận mấy cái skin ấy ở trên Facebook ấy, khi mà các đăng nhập vào một cái là các bạn cũng sẽ ui ôi ê tắt trời ơi nó bấm cái gì nghe nghe mình bấm tắt không được, tức ghê á. Khi mà các bạn vào nhận mấy cái skin đó là các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào là các bạn sẽ bị mất nick nha, sẽ bị mất nick đó. Và một cái trường hợp nữa, khi mà các bạn chơi game đúng không, mình thấy rằng có nhiều bạn mua nick xong ấy, cái là có một cái tin nhắn của bên lừa đảo nó nhắn cho các bạn, nó bảo là cái tài khoản này bị đăng nhập đột ngột cái gì đấy, nói chung là sai cái gì đấy á, nó bắt các bạn truy cập vô cái trang web lừa đảo của nó. Đó, thì các bạn mặc kệ nó luôn, không quan tâm những cái tin nhắn đó nha, mặc kệ nó luôn, kệ mặc xác nó, nó không khóa được nick mình đâu mà lo. Đấy, các bạn phải nhớ một điều như vậy. Rất nhiều bạn bị trường hợp đó luôn. Cứ mua nick xong đăng nhập vô cái trang đó cái, rồi sao xác minh tài khoản, đúng rồi, cái trang xác minh tài khoản của nó tạo ra đấy, đó là cái trang web lừa đảo nha các bạn. Anh em chơi game, bây giờ mình nói thiệt với các bạn, chơi game các bạn phải cũng phải tinh ý một chút, chứ nếu không các bạn mất nick hoài luôn á. Và đừng có tham lam, đặc biệt là đừng có tham lam nhận mấy cái skin ở trên Facebook. Trời ơi, skin rồi đá quý rồi, mua quân huy, toàn lừa đảo thôi các bạn ạ. Cho một mạng nữa coi, một mạng nữa coi, rồi xong luôn, win luôn. Ok, như vậy là trang phục về vị tướng Tulen, như là clip về vị tướng Tulen của mình thì đây là kết thúc rồi. Anh em có yêu cầu về vị tướng gì thì comment dưới phần bình luận cho mình biết nhá. Giờ thì mình nghỉ đây, bye bye.